Trước đây thì Phương rất là hay thắc mắc tại sao có một số người họ rất là giàu có, rất là dư dả và sung túc. Họ có thể mua bất kỳ cái thứ gì họ thích, sở hữu nhà, xe, họ mua những cái thứ rất là xa xỉ, dễ dàng. Trong khi có một số người lại rất là chật vật về tài chính, họ cũng cố gắng nỗ lực lắm, họ cũng gọi là chăm chỉ, cần mẫn, nhưng mà họ toàn gặp rất là nhiều những cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống, về cả mối quan hệ, về cả tiền tài, về cả công việc. Và Phương cũng đã từng là cái người rất là loay hoay trong cuộc sống. Và trên cái hành trình Phương đi tìm kiếm chiến lược thành công thì Phương đã phát hiện ra một cái bí mật. Đó là toàn bộ những cái người mà họ thành công, giàu có, họ có một cái cuộc sống rất viên mãn về hạnh phúc, về sức khỏe, và tiền tài của họ rất là dư dả, thì họ có một thứ mà nhiều người họ không biết. Đó là họ hiểu và họ làm đúng theo 6 quy luật của vũ trụ. Các anh chị đã bao giờ hiểu và chúng ta đã tìm hiểu hay là chúng ta đã biết áp dụng 6 quy luật của vũ trụ vào trong cuộc sống chưa? Khi mà Phương phát hiện ra được điều này, trong vòng 3 năm qua, Phương đã học hiểu rất là sâu về sự vận hành của những quy luật của vũ trụ, và Phương đã áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Và các anh chị ạ, rất là ngọt ngào, bây giờ Phương đã tìm thấy cái đáp án rằng tại sao người khác lại sung túc dư dả, sống một cuộc đời rất là thảnh thơi, trong khi một số người lại không có. Và Phương cũng đã có được cái điều đó trong cuộc sống của mình. Mình đã phát triển và thay đổi ngoạn mục cái cuộc sống của Phương, từ tài chính, từ sức khỏe, từ mối quan hệ, thông qua cái việc mà Phương áp dụng những 6 quy luật của vũ trụ. Trước đây thì biết mỗi luật nhân quả. Các anh chị nào giống Phương không? Biết mỗi luật nhân quả, mình nghĩ là gieo nhân gì thì gặp quả nấy. Rồi mình nghĩ là mình sẽ làm điều thiện, điều tốt thì mình sẽ luôn được hậu thuẫn, được phù hộ. Nhưng mà chính xác là nó còn sâu xa hơn như thế nữa. 6 quy luật thì Phương sẽ liệt kê ra trong cái video này. Đầu tiên đó là luật hấp dẫn. Phương đã biết cách vận hành cái luật hấp dẫn để thu hút đến bên mình về sự hạnh phúc, sự sung túc, sự dư dả, về tiền tài, về mối quan hệ và tất cả mọi thứ. Nó có một cái luật, nó là luật hấp dẫn. Và cái luật thứ hai đó là luật nhân quả. Chúng ta hiểu là luật nhân quả làm sao để chúng ta gieo, chúng ta nghĩ là gieo gì thì gặt nấy. Vậy thì làm sao để chúng ta gieo những cái hạt giống tích cực, tốt đẹp, những cái hạt giống giàu có vào trong tâm thức của mình? Thì cái luật nhân quả nó có rất là nhiều, rất là sâu xa các anh chị. Có thể là các anh chị làm điều thiện, điều tốt thì chúng ta sẽ gặp cái cuộc sống nó thuận lợi hơn, nó may mắn hơn. Nhưng mà nói đến để có một cái cuộc sống giàu có và thịnh vượng về tài chính thì nó còn có việc là chúng ta gieo những niềm tin đúng đắn về tiền, về kinh doanh. Tại vì không có ai đi kinh doanh mà bằng cái đầu rỗng cả. Họ phải có tư duy, có kiến thức, có tầm nhìn. Đấy, và Phương đã trao dồi và Phương đã gieo những cái hạt giống đó để cho cái công việc của mình nó càng ngày càng thăng tiến. Quy luật số 3 đó là quy luật trong ngoài. Bên trong thế nào thì bên ngoài thế ấy. Làm sao để trong đầu mình biến là mình có 1 triệu đô la đây, làm sao để mình biến nó ra thành trên tay của mình. Và mình cũng trong đầu mình có rất là nhiều dự định, ấp ủ ước mơ về nhà, về xe, làm sao để biến ra. Phương cũng đã làm được cái điều này cho cuộc đời của mình. Và quy luật tiếp theo đó là quy luật tập trung. Làm sao để mình dồn cái năng lượng và tập trung vào những cái việc gì để giúp cho mình tạo ra tiền, để giúp cho mình hạnh phúc. Hay là quy luật nhất quán. Mình ứng dụng cái quy luật nhất quán như thế nào, mình giữ lời hứa như thế nào, mình gieo rắc những cái điều gì trong tâm trí của mình hoặc là của đối tác của mình. Làm sao để mình thu hút tới bên mình những con người rất là trung thành, trung thực, và họ sẽ đồng hành, đồng điệu với mình trên cái hành trình thành công đây. Làm sao để mối quan hệ giữa vợ chồng luôn chung thủy, hòa hợp, hạnh phúc. Thì Phương cũng đã giải mã được cái điều này và đang giúp cho Phương có một cái cuộc sống rất là trọn vẹn, tuyệt vời. Và cái luật cuối cùng đó là luật cân bằng. Mình sẽ trao dồi cái giá trị của mình và mình trao cái giá trị mình ra thị trường như thế nào để thị trường trả cho mình một giá trị tương đối, là tiền, tiền tài, cả vật chất, cả tinh thần nữa. Thì Phương đã làm được điều này. Và Phương nhân dịp năm mới thì Phương gửi tặng cho tất cả các anh chị 6 ngày vỏn vẹn để chúng ta làm chủ 6 cái quy luật của vũ trụ trong cái chương trình Zoom. Và Phương sẽ dành tặng cho các anh chị cái bộ video này, hoặc là các anh chị có thể tham dự vào những chương trình Zoom trực tiếp cùng với Phương. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mùng 3 Tết, vào sáng ngày mùng 3 Tết vào lúc 4:30 sáng. Nếu mà anh chị nào cũng quan tâm rằng năm 2024 mình phải hiểu được và tuân thủ được những cái luật
mà những cái người họ thành công giàu có, họ đã giúp cho cuộc đời của họ đi lên như thế nào. Nếu anh chị cũng quan tâm và nếu mà cuộc sống của mình nó không thể chịu đựng nổi nữa bao nhiêu năm trời rồi, chúng ta cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà cũng không có được cái sự thịnh vượng như mình mơ ước, thì các anh chị hãy nhanh chóng tìm, đọc, học và thuận theo những quy luật của vũ trụ. Anh chị nào mà biết cách mà thuận theo dòng chảy ấy, thì cuộc sống mới suôn sẻ được. Còn nếu mà chúng ta cứ không biết mà chúng ta bơi ngược dòng ấy, thì dù cho chúng ta bơi giỏi tới đâu ấy, thì mình cũng sẽ rất là dễ bị đuối. Nên là đầu năm mới thì các anh chị hãy có thể tham gia vào nhóm rèn luyện cùng Phương để chúng ta cùng nhau học cái cách làm chủ vận hành những cái quy luật của vũ trụ để giúp cho các anh chị có một cái cuộc đời rất là viên mãn và sung túc. Và chương trình này hoàn toàn miễn phí và Phương sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị nào mà đang khao khát để thay đổi cuộc sống.